You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'd understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, oh, you don't know you're beautiful, oh, oh, that's what makes you beautiful. Sự đồng ý của bề trên, tức là của
cha mẹ thương binh gia đình. Vì thế trong nguyện vọng của các cháu hôm nay họ nhìn ca chúng tôi tới đây, trước hết là có một chút lễ một nhỏ để là thương, và đồng thời có chút lễ vật nhỏ là gọi là kính lễ của lễ đính hôn cho hai cháu. Vậy thì chúng tôi cũng xin là từ hôm nay chúng mong muốn rằng là các ông các bà họ ở nhà gái cho phép cháu Hùng được tìm hiểu cháu Thành thêm, và đồng thời cũng muốn rằng là cho cháu Hùng được làm con làm cái của các ông các bà quý vị chú bác các anh họ nhà gái. Trước hết cảm biết có gì hơn xin là cảm ơn tất cả cụ ông các bà cùng toàn thể cô dì chú bác anh chị em đã rất là tiếp đón chúng tôi ở đây rất là long trọng. Thì chúng tôi cảm biết nó gì hết thì xin thành cảm ơn xin cảm ơn hết. Vì đại diện của họ trai giờ đây xin được trân trọng kính mời lời đáp từ đến từ người vị đại diện họ gái và nhận xính lễ. Kính thưa họ đàn trai và cũng như là ông bà thông gia và anh em trong gia đình của cô dâu, thì tôi xin đại diện cho gia tộc và cũng như chị tôi đây là hôm nay đàn trai tới để thông báo là hai anh chị đã tìm hiểu nhau và cũng đã chọn một cái ngày để tới để thông báo và cũng như để ra mắt trong gia đình và cũng dòng tộc và xóm giềng. Thực hết tôi xin chân thành cảm ơn họ đàn trai cùng đường xã xa xôi cũng bỏ mọi công việc đến đây để là cùng với gia đình và gia tộc. Ngày hôm nay tôi xin gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất là chúng tôi xin chấp nhận những gì mà đàn trai đã tới. Tôi xin hết lời. My arms, barefoot on the grass.
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Em trai của anh tôi là ông Nguyễn Văn Lộc, bà thì tên khai sinh là Nguyễn Võ Thị Liều, còn đó là tên nàng nội thì có như bây giờ có cháu là cả cháu đây là anh trai, là anh trai thứ hai, anh trai thứ ba, còn em gái thứ tư, hoàn thành là thứ năm, là em rồi. Sau bên ra ngoài của chị tôi đây là có các cháu, là đứng lên là giới thiệu là các cháu của chị ra ngoài, là con của bà, là bà ngoài đó, là bà ngoài nhưng mà là vô ta cháu rồi đó, là chị của bà đấy. Tôi sau là bà thông gia, hai bà thông gia và ông thông gia, và còn nữa thì anh em xóm giềng, và con ở đâu đó bạn giới thiệu đó là con này từ đâu của mẹ thầy, nhưng mà chưa có chồng nhưng mà đã có con. Tôi xin giới thiệu cho các họ đang trái biết, và cũng như để ta cùng trò chuyện, và cũng như được những đồng bà của ba anh chị em. Thế là xin phần nội cho tôi, thì tôi cũng xin giới thiệu, tôi là bố của cháu Hùng, và đây là mẹ của cháu Hùng. Thế và chú đây là em tôi, là chú của cháu Hùng, và chú bên kia là ở trong hộ là chú của cháu Hùng, và là kiếm của cháu Hùng. Thế rồi là cháu bên kia là em trai của cháu Hùng. Thế còn về đằng ngoại tôi thì là có đi là gì của cháu Hùng, tức là em của tôi. Cũng kêu và thông cảm cho là những cái điều kiện là đường xá xa xôi, thế cho nên là cũng chỉ có một số để đại diện trong gia đình trong đồng họ để tới đây cùng với gia đình là cùng với các cháu thôi. Chứ còn về làm nhà tôi ở ngoài Bắc thì cũng tương đối là đông, nhưng mà thực tế là các cô cũng bà thông cảm cho mình những cái việc đường xá xa xôi quá không thể tới đây được, thì cũng hết sức là chúng tôi cũng bà cũng ba anh chị em mà hết sức thông cảm cho, nhất là bà xui rất thông cảm cho gia đình chúng tôi, và tôi xin nghe hết. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù xa lâu dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lời, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời ngay là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười
trong đời biến tan. Và em ơi yêu anh biết là nỗi nhớ tới bao lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trọn đôi mắt này, yêu trọn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi xa sao. Dù xa lâu dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Và em